Ngươi vừa mở cửa là ngươi à? Không thì là ai? Đừng có dẫm bẩn chỗ của ta. Đã là giờ tị rồi, sao khỉ con vẫn chưa đến chứ? Cô ấy đến mới lạ. Ngươi lừa cô ấy cả ngày, cô ấy chưa đánh chết ngươi đã là may lắm rồi, còn có thể để ngươi tiếp tục lừa sao? Một tên ngốc về chuyện tình cảm như ngươi thì biết cái gì chứ? Cái gì? Cho dù cô ấy có tức giận thì cũng sẽ không bỏ mặc ta đâu. Lẽ nào xấu hổ rồi sao? Chẳng hiểu ra sao hết. Tình. Nhị cô nương, đại phu bảo cô ra ngoài một chuyến. Đi đâu vậy? Đi cùng với ta là biết. Đại phu còn đang đợi nữa. Nhàm chán. Thật là nhàm chán. Tiểu Hằng, không được gọi ta là Tiểu Hằng. Tiểu Tuyết, cũng không được gọi ta là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, thật sự hôm nay ngươi không có chuyện gì thú vị để làm sao? Luyện công càng không thú vị. Gần đây vì dưỡng thương mà sao nhãng lâu quá rồi. Vì vậy ta càng phải chăm chỉ luyện công để bù lại mới được. Hay ngươi đi cùng ta đi. Chiêu thức võ thuật của ngươi khác ta một trời một vực. Chúng ta cùng luyện là tốt nhất. Dẹp đi. Vết thương của ta vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Lần này thảm bại chính là vì chúng ta chưa thông thạo võ thuật. Lần này thảm bại là vì hắn đánh lén, người của hắn lại nhiều hơn. Ngươi có thể đừng ôm hết trách nhiệm lên người mình như vậy được không? Ngươi có thấy mệt không? Ta thấy ngươi cứng nhắc quá rồi. Hay là ta xả thân vì quân tử, đưa ngươi ra ngoài chơi nhé. Thế nào? Đi đi. Đi đi mà. Đi đi. Mau vào đi. Cô mặc cái gì thế này? Cô có biết trang điểm không vậy? Đại phu nói rồi, rượu và thức ăn đã gọi xong cả rồi. Còn mời cả nhị cô nương và Lý công tử nữa. Cứ việc ăn nhé. Lý công tử. Mời nhị cô nương và Lý công tử cứ từ từ thưởng thức. Mau, đi đi. Văn nhân tiến. Nữ công tử. Lý công tử. Xin mời ngồi. Mời ngồi. Lâu lắm rồi chưa ra ngoài. Đô thành này đúng là náo nhiệt thật. Ngươi xem, ta đã nói nên ra ngoài thăm thú rồi mà. Đô thành này náo nhiệt như vậy, tuy nhiên so với thành Thanh Châu chúng ta thì không bằng. Ngươi cứ khoác lác đi. Hai vị công tử đến đây xem son đi. Xem son nè, son môi thượng hạng đấy. Đàn ông xem cái này làm gì? Ngươi không định mua cho mình dùng đấy chứ? Vị công tử này, câu này không hay cho lắm. Chính là đàn ông thì mới phải nhìn, để có thể mua tặng cho người mình yêu chứ. Trước đây phụ thân ta từng nói với cô rồi. Cái này cũng không tồi. Nghe thấy chưa? Là đàn ông thì nên nhìn ngắm son phấn nhiều hơn. Sao hả? Xấu hổ à? Lạc Thu Trì,
Ngươi đừng có quá đáng. Lạc Thu Trì, ngươi chính là thủ khoa Kỳ Lân Lạc Thu Trì ư? Chính là tại hạ. Mọi người ơi, mau qua đây, đây chính là thủ khoa Kỳ Lân Lạc Thu Trì. Qua đây, qua đây. Lạc Thu Trì, Lạc Thu Trì, thật sự là Lạc Thu Trì. Ta không phải. Thật sự là Lạc công tử ư? Là huynh ấy. Huynh ấy ư? Lạc Thu Trì, huynh thật anh tuấn mà. Các người, làm sao các người biết ta vậy? Thủ khoa Kỳ Lân, một địch một vạn, xuất thân hàn môn, nhưng lại dựa vào sự tài hoa của bản thân thi vào học viện trúc tụ. Có ai mà không biết cơ chứ? Chính là lang quân của ta mà. Câu chuyện mà hắn nghe được trong quán rượu nói là Kim Đao Đại Thái Nha tự mình viết Kỳ Lân Khôi Thủ truyện. Hắn đã kể cho ta nghe, bên trong câu chuyện đó nói rằng huynh thân cao tám thước, lại còn anh tuấn, phóng khoáng, quả nhiên không sai mà. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Tuyết, ngươi đi đâu? Ngươi quá phóng khoáng, ta chơi không nổi. Huynh thật sự quá anh tuấn. Không, ngươi không cứu giúp ta ư? Không phải ngươi thân cao tám thước sao? Ngươi tự cứu mình đi. Sự nhiệt tình của các vị tỷ tỷ đây làm mỗi cô cùng cảm kích. Thế nhưng bạn của ta đã đi rồi, cho nên ta có việc. Đừng đi, đừng đi. Là công tử, bọn ta đi dạo cùng huynh. Ở đây có bọn ta đi cùng huynh mà. Kia là gì vậy? Đừng đi, đừng đi mà. Là công tử, huynh đừng đi mà. Là công tử. Cho nên phụ thân huynh thật sự mua nước tiểu trẻ em của người đó rồi lấy cho huynh uống ư? Thế huynh có uống không? Đương nhiên là có rồi. Uống rồi sao? Vậy thật sự có tác dụng với người nói lắp chứ? Một chút tác dụng cũng không có. Xin lỗi, ban nãy dường như ta có chút thất lễ rồi. Không sao, ta cũng quen rồi. Đúng rồi. Cô là... Ta là cô gái duy nhất chưa nghe xong ta nói mà đã đi mất rồi. Ta cảm thấy chỉ là họ không hiểu rõ huynh mà thôi. Thật không? Sau khi hiểu rõ huynh rồi nhất định sẽ cảm thấy huynh rất đáng yêu. Ta cho rằng họ không bằng lòng tìm hiểu ta. Tỷ tỷ cô cũng vậy. Sẽ không đâu, không đâu. Ta cảm thấy tỷ tỷ ta là tỷ tỷ tốt nhất trên thế gian này. Chỉ là trong lòng tỷ ấy đã có người mình để ý rồi, nên tuyệt đối đừng nghĩ nhiều. Trong lòng đã có người để ý rồi. Đây là bí mật, đừng nói cho người khác đấy. Thủ khoa Kỳ Lân, ta có thể mời huynh ăn cơm không? Ta nói huynh biết chỗ này rất ngon đấy, ta rất thích chỗ này. Là công tử, nào đến đây, nào ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, mau ngồi xuống. Tiểu nhị, mau chóng chuẩn bị cho chúng ta rượu và đồ ăn mang lên đây. Các vị công tử, các vị cô nương, mọi người muốn ăn gì đây? Đúng rồi, mau mang lên cho bọn ta những món ngon nhất của quán đi. Được, mau lên, được. Tỷ ấy không phải không muốn hiểu huynh, huynh đừng hiểu lầm, chỉ là có một chút khó khăn. Lạc Thu Trì, có phải ta đang nằm mơ không? Lạc Thu Trì, đồ ăn đến rồi, mau nếm thử đi Lạc công tử. Thật ra ở cạnh bên huynh mới phát hiện là huynh cũng rất dễ thương. Lạc công tử, nào xin mời, mau ăn đi. Đồ ăn của quán này vô cùng ngon, chắc chắn huynh sẽ muốn quay lại ăn. Khỉ con, được lắm. Không quan tâm ta thân mang trọng thương nằm trên giường mà lại chạy tới đây, lại còn gặp riêng với nam nhân lạ mặt nữa. Công tử, đồ ăn của ngài đã mang đến rồi. Tiểu nhị, đến đây, đợi chút. Mang lên thêm cho ta một bình rượu, được. Rượu, mang đến cho bàn của họ đi, được. Tại sao vậy? Sao lại thế chứ? Sao vậy? Đúng không đây? Hai vị, rượu của hai người đây, đợi chút. Chúng ta không gọi rượu, chẳng lẽ là mang nhầm? Lý công tử, do ngài gọi sao? Không phải ta gọi. Là vị công tử bên kia mời hai người. Ăn thử đi, rất ngon. Thu Trì, đó là ai vậy? Không biết nữa, chưa từng gặp. Vậy Lý công tử, không còn sớm nữa, hay là hôm nay chúng ta nói đến đây thôi? Chúng ta đi đi. Không không không, không thể đi. Nhà ta đã dặn rồi, chúng ta bắt buộc phải nói chuyện 2 canh giờ mới được, nếu không sẽ bị trách tội. Một khi bị phạt thì còn đáng sợ hơn cả mất mạng nữa.
Văn nhân nữ công tử, sao vừa rồi cô lại nói lắp vậy? Có sao? Nào, cái đó không cần đâu, không cần, cứ để ta tự ăn, để ta tự làm, thật là. Là công tử huynh sao vậy? Hai người quen nhau sao? Tiểu sư tỷ, thật tình cờ quá. Đây là ai vậy? Không biết nữa, không quen. Chu Trì. Cái đó. Ai đây? Vị này là Lý Công Tử. Lý Công Tử, đây là một đồng môn ở học viện của ta. Lý Công Tử, thật hân hạnh. Cô đang làm gì vậy? Chúng ta hân hạnh. Chúng ta tới để xem mắt. Xem mắt sao? Trời ơi, tốt quá. Tuyệt quá đi. Cũng rất xứng đôi đấy, rất xứng đôi. Xem mắt đi. Cũng rất đẹp đôi đấy. Hắn ta. Cô còn dám đi xem mắt? Đừng, Thu Trì, đừng kích động. Cô, Lý Công Tử, lần sau nói tiếp nhé. Lý Công Tử, xin hãy tự trọng. Thu Trì, huynh đừng kích động. Trong nhà có việc, ngày mai lại đến tìm ta. Cái đó, huynh đừng vội tức giận. Huynh ấy đến để tìm tỷ tỷ của ta. Người huynh ấy thích là tỷ tỷ ta. Sao vậy? Cô vẫn còn không vui sao? Không có. Nhưng mà tỷ tỷ ta không thích huynh ấy. Vậy nên huynh ấy rất buồn. Ta chỉ muốn an ủi huynh ấy thôi. Hắn buồn hay không liên quan gì tới cô hả? Không nhìn thấy gì hết. Không thấy gì hết. Không liên quan gì hết. Ta cảnh cáo cô, bắt đầu từ hôm nay ta không cho bất cứ nam nhân nào đưa đồ ăn cho cô, cũng không được phép cùng những nam nhân khác nói nhiều hơn một câu. Ta mà biết được hắn sẽ chết chắc, cô biết chưa? Vậy phụ thân ta thì sao? Cô, phụ thân cô sao? Để nói sau đi. Còn nữa, còn dám để ta lại một mình ở trong phòng để dưỡng thương thì ta sẽ không tha cho cô đâu. Đợi đã. Sao vậy? Chẳng phải vết thương của huynh vẫn chưa khỏi sao? Chẳng phải hôm qua không xuống giường nổi sao? Sao hôm nay bỗng nhiên khỏi rồi? Còn có cả sức đi dạo phố với bao nhiêu cô gái khác? Ta biết rồi, là huynh đang cố ý lừa ta có đúng không? Ta đổ lừa đảo. Khỉ con. Được, cảm ơn ông chủ. Không có gì, không có gì đâu. Vậy ta đi trước đây. Hàng giáo đầu đến rồi đấy. Đây, bên này mau lên. Đoạn Ngọc Cát. Hàng tướng quân. Nào, mời bên này, bên này. Lại có thứ gì hay ho sao? Đúng vậy. Ngài xem, đây toàn bộ là dao găm mới nhất. Ngài xem thử đi. Vô cùng sắc bén. Ông chủ Ngô, giúp ta gói nó lại. Được thôi. Của ngài đây, Hàng tướng quân. Đa tạ. Vậy ta đi trước nhé. Lần sau nhớ đặt cùng một chỗ.
Hàng tướng quân đi thong thả. Làm ta giật cả mình. Cô, chẳng phải cô đang làm việc tốt sao? Sao cô còn sợ hắn biết chứ? Nói ra thì dài lắm. Kỳ con, cô giận sao? Cô tức giận thì cứ nói đi, đừng không nói gì cả. Hơn nữa cô đã nói là sẽ không giấu giếm ta nữa mà. Nếu như cô còn tiếp tục không nói gì với ta, ta tức giận đấy. Huynh cũng quá đáng lắm rồi, sao huynh lại có thể lừa ta? Huynh có biết ngày nào ta cũng lo lắng muốn chết đi vì sợ huynh ăn không ngon ngủ không yên không? Kết quả thì sao? Đến cuối cùng huynh lại lừa dỡn với ta. Huynh lừa ta sao? Lừa ta vui lắm mà. Đồ lừa đảo đáng ghét xấu xa. Ta cũng không thèm để ý đến huynh nữa. Huynh còn cười à? Quay về thôi. Nào nào, mau chạy vào chú đi, mưa to quá đi mất. Đúng rồi, giá tiền của món đồ mà hàng giáo đồng mua là bao nhiêu vậy? Cô đưa bằng này là được rồi. Hôm nay ta chỉ mang từng này thôi, lần sau ta sẽ trả tiếp cho. Tuyệt đối đừng để huynh ấy biết được. Hàng giáo đầu, binh khí này quả thật là không hề rẻ. Thế mà cô lại trả tiền giúp ta. Ta suốt thời gian vừa rồi, những đồ dùng mà ông chủ Ngô bán cho ta cũng đều như vậy cả sao? Những đồ ăn được gửi cho ta và chỗ thuốc đó không phải cũng đều do cô làm đấy chứ? Cô dám hối lộ mệnh quan triều đình, rốt cuộc cô muốn làm cái gì hả? Ta không hối lộ, không hối lộ. Vậy cô nói đi, đó là cái gì? Bởi vì huynh thích những thứ đó, ta càng không thể nhận. Mang về đi. Không cần đâu, hàng giáo đầu. Con dao này đã bị hỏng, ngày mai ta sẽ trả lại cho cô theo đúng như giá gốc. Nếu như còn có lần sau, ta sẽ không nương tay đâu. Cô ấy khóc cái gì chứ? Ta cũng không biết. Sao huynh không vào đi? Nếu cô không giận nữa thì ta sẽ vào. Được rồi, ta không giận nữa. Huynh mau vào đi. Huynh là trẻ con à? Sao còn muốn tắm mưa chứ? Không cần cô quản, ta cứ thích quản đấy. Huynh xem đi, vết như chuột lột rồi. Hơn nữa vết thương vẫn còn chưa khỏi hẳn. Nếu như vết thương của huynh nghiêm trọng hơn thì phải làm sao đây? Nếu như ta không ổn, vậy cô có thể chăm sóc cho ta rồi. Huynh... 几年前以为一个人的世界最好，往往没有遇见，才觉得自己总是默默的一切都好。多年来，你一直保持最暖的心，还好遇见了你，才觉得。 Ngôi nhà. Người này là ai? Đó là đại nương của ta. Có điều sao bà ấy không đốt đèn lên vậy? Được rồi, không còn ai đâu. Đi thôi. Thank you.
đưa ta đến đây làm gì? Huynh, huynh đừng nghĩ linh tinh. Vừa rồi chẳng phải y phục của huynh bị ướt hết rồi sao? Ta sợ đến lúc quay về tới học viện mới thay thì muộn mất, miệng vết thương lại bị hở ra. Dù sao cha ta cũng ở thư phòng rất muộn, vậy nên chắc chắn ở thư phòng có y phục để thay. Để ta đi tìm giúp huynh. Quan tâm đến ta như vậy sao? Tìm thấy rồi. Thu Trì, hình như hơi rộng thì phải. Không rộng đâu, vừa vặn mà. Vậy huynh mau mặc đi. Được. Huynh làm gì vậy? Không phải cô nói ta thay đồ sao? Vậy nhưng cũng không thể thay trước mặt ta được. Cũng đâu phải là lần đầu tiên. Ai dám tự tiện vào phòng ngủ của ta, còn trốn trong tủ nhìn lén ta chứ? Huynh, được rồi, vậy huynh thay đồ đi. Thay đi. Lẽ nào huynh thấy xấu hổ? Tại sao ta phải xấu hổ chứ? Sao trong đầu cô lại cứ nghĩ đến những chuyện xấu xa vậy? Ta có nghĩ điều gì đâu. Chẳng phải là ta lo huynh bị cảm lạnh sao? Thật sao? Vậy ta sẽ thay nhé. Thu Chỉ quả nhiên muốn trêu đùa ta. Hôm nay không thể để huynh lợi dụng ta đến lần hai được. Thay đi. Lẽ nào huynh xấu hổ sao? Sao có thể chứ, ta đang thay y phục mà. Vậy huynh thay đi. Hay là để ta giúp huynh nhé. Đừng, để ta tự làm. Ta tự làm được. Ta... ai ở trong đó vậy? Mau. Phụ thân là người sao? Tỷ tỷ, muội muội, sao muội lại ở đây? Cha đâu rồi? Phụ thân không có ở đây. Muội đang lén ở lại tìm mấy quyển sách. Chẳng phải chúng ta sắp đến kỳ thi lớn sao? Tìm sách đọc à? Không bật đèn thì làm sao có thể xem được chứ? Muội, tỷ tỷ đến giúp muội bật đèn. Không cần đâu tỷ tỷ, muội đã xem xong rồi. Thật đấy, muội cũng đang chuẩn bị đi ra. Vậy được rồi, vậy ta về phòng nghỉ ngơi trước. Muội cũng nên đi nghỉ sớm đi. Ai ở trong đó vậy? Chẳng phải là phụ thân không có trong đó sao? Phụ thân là người sao? Phụ thân sao người lại ở đó? Đúng rồi, phụ thân thì ra là người ở trong đó. Đừng qua đây. Phụ thân, giọng phụ thân sao vậy? Muội nghĩ là do hôm nay trời mưa. Phụ thân không phải là người bị mắc mưa nên đã nhiễm phong hàn đấy chứ? Đúng vậy. Đúng rồi. Vậy con đi mời đại phu đến nhé. Không cần đâu. Ý của phụ thân là cơ thể người vẫn rất ổn, nói không chừng ngày mai sẽ khỏe ngay thôi. Không cần phiền phức như vậy đâu. Nhưng mà quỳ xuống. Phụ thân, người đang bảo con quỳ xuống sao? Thủ Nhi biết rồi ạ. Phụ thân, là Thủ Nhi làm gì sai sao? Phụ thân, người tha cho tỷ tỷ đi. Đừng để tỷ tỷ quỳ nữa. Mau đứng dậy, đứng dậy đi. Đi đi. Đi ư? Đi đi. Phụ thân, ý của người là người có công vụ phải làm, cho nên bảo con và muội muội, hai người bọn con đi trước, đúng không? Con đi.
Con đi. Đây, muội biết rồi. Nhất định là phụ thân chê con quá ngốc, cho nên muốn dạy con đọc sách. Đúng không, phụ thân? Ngoan lắm. Tỷ xem. Phụ thân, nhưng Thủ Nhi cũng có rất nhiều chỗ không biết, cũng muốn được người chỉ bảo. Không biết nghe lời. Không phải, con không phải có ý này. Chép sách. Chép sách ạ? 100 lần. Tỷ đừng nói nữa. Tỷ quay về trước đi, nếu không phụ thân sẽ càng tức giận hơn đấy. Nếu như đã là ý của phụ thân, vậy thì Thủ Nhi xin cáo lui trước ạ. Văn nhân. Phụ thân, đây là 100 lần bài thơ Trường Hận Ca, toàn bộ đều là Thủ Nhi chép lại từng chữ một suốt đêm không ngủ. Xin cha xem qua. Trường Hận Ca. Con chép cái này để làm gì? Người bảo con chép lại mà. Sao vậy? Người không nhớ à? Ta bảo con chép lại khi nào chứ? Là tối qua. Ta bảo con chép lại à? Vâng, cha bảo con chép lại mà. Tối qua sao? Vâng ạ. Phụ thân, làm sao người lại quên rồi? Được. Kỳ lạ nhỉ. Lạc Thu Trì, làm gì đấy? Cười cái gì vậy? Ta cười vì hôm nay trời đẹp. Cái đó. Ngươi có tiền không? Ít vậy thôi à? Ngươi còn cần bao nhiêu? 100 đồng. Ngươi cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Ngươi biết Triệu Thanh Hòa đã làm gì cho ta không? Cô ấy lại tặng ngươi cái gì rồi? Làm sao ngươi biết cô ta tặng ta đồ? Người ta tặng ngươi đồ cũng là có ý tốt. Làm sao mà phải tức giận như thế chứ? Ta đường đường là một nam nhi cao 9 thước mà để một cô gái mua đồ cho ta, nếu chuyển ra ngoài thì giống cái gì chứ? Giống Tiểu Bạch Kiểm. Dù sao số tiền này ta chắc chắn phải trả lại cho cô ta. Chẳng phải ngươi là trùm thổ phỉ sao? Quanh năm vào nhà người ta cướp của. Thế tiền đâu rồi? Sai rồi. Vì ta là một tên trùm thổ phỉ chính nghĩa, cướp của người giàu để giúp đỡ người nghèo. Ta lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Ngươi đừng tùy tiện lục lọi đồ của ta. Ngươi là mệnh quan triều đình mà vơ vét của cải mồ hôi xương máu của người dân. Cẩn thận, ta đi báo quan đấy. Ta đây gọi là tịch thu tiền ăn cướp. Được. Người đi đâu thế? Đi cướp của người giàu để giúp đỡ người nghèo. Ta tự nghĩ cách vậy. Người biết cách đơn giản nhất là gì không? Là gì? Đó chính là tiếp tục làm Tiểu Bạch Kiểm đó. Ta thèm vào nói chuyện với ngươi. Hàng như tuyết, khi nào suy nghĩ kỹ rồi thì nói với ta. Ta sẽ để cho ngươi một bảng hiệu, bên trên viết chữ Tiểu Bạch Kiểm Đại Tướng Quân Hàng Như Tuyết. Thấy ta hào phóng không? Giờ ta phải tiếp tục nhớ về kỷ nhỏ của ta thôi. A Tuyến, thật ra ta vẫn luôn biết
Sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ phát hiện. Và đợi đến khi huynh ấy phát hiện ra, nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ta vẫn cảm thấy rất thất vọng, rất buồn. Thanh Hòa, có phải bây giờ cô có chút tức giận và chút tủi thân, nhưng vẫn không nhịn được muốn đi tìm huynh ấy hay không? Làm sao cô biết? Vậy thì cô đi đi, đi giải thích rõ ràng với huynh ấy, nói với huynh ấy tâm ý của cô. Nếu không cô nhất định sẽ hối hận cả đời. Thật vậy ư? Tập hợp. Động tác nhanh lên chút đi. Giáo đầu, người đã đến đủ rồi. Trở về đội ngũ, rõ. Tất cả mọi người lấy hết túi tiền của các ngươi ra. Đây, đây. Ngay ra đó làm gì? Chỗ tiền này coi như là hàng mẫu mượn các ngươi. Đợi đến khi phát bổng lộc, đương nhiên sẽ trả lại cho các ngươi cả vốn lẫn lãi. Của ngươi đâu? Tháng này ăn ít một chút. Hàng giáo đầu, tháng này học viện nghỉ học, bổng lộc của bọn ta phải đến tận tháng sau mới được phát. Ngươi nói cũng có lý. Của ngươi đâu? Cái này chúng ta làm sao đây? Đúng đấy. Kiểu gì thế không biết. Ta cũng không biết nữa. Nhất định phải trả lại cho cô ấy không thiếu một chút ư? Hàng như Tuyết ta nói được làm được. Ta nói này, tâm ý của người ta mà ngươi lại cứng rắn nhét trả lại, sẽ làm cho người ta mất hết thể diện. Hay là thế này, ngươi mua cho cô ấy một món đồ có giá tiền tương đương đi. Như vậy coi như tiền đã trả xong, mà lại không cần làm mất mặt người ta. Cũng có lý. Vậy ngươi nói xem, tặng gì thì mới tốt đây? Là con gái, tặng trang sức sẽ không bao giờ sai được. Ta đã đưa ra ý kiến rồi, phần còn lại phải xem bản thân ngươi thôi. Trả lại cho ta. Còn nữa, ở dưới đất, tự lấy đi. Thật không ngờ đấy,
Tiểu Tuyết vậy mà lại thật sự đi mua trang sức. Thế nào, khỉ nhỏ? Ta xử lý chuyện này ổn thỏa rồi chứ? Nếu không phải bởi vì cô và Thanh Hòa là bạn tốt, thì ta thèm vào mà quan tâm đến chuyện vớ vẩn này. Có phải ta đối xử với cô rất tốt hay không? Vậy có phải là cô rất cảm động hay không? Bây giờ cô còn biết học cách phớt lờ ta sao? Không có, ta đang vẽ tranh mà. Huynh đợi ta một lát. Vẽ nguệch ngoạc gì vậy? Đợi ta một lát, huynh sẽ biết thôi. Xong rồi. Huynh xem. Biết đây là gì không? Không phải ngọc bội đeo hông của huynh đã mất rồi sao? Dựa vào manh mối là tên áo đen đó, huynh muốn tìm được kẻ thù chắc chắn là khó càng thêm khó. Cho nên ta đang nghĩ có thể ai đó nhặt được và sang tay bán lại rồi cũng nên. Vì vậy ta liền dựa theo hình dáng huynh miêu tả để vẽ lại, nghĩ rằng vẽ giống một chút, sau đó cầm đến hỏi thử các cửa hiệu đồ ngọc xem sao, biết đâu lại có thể tìm thấy cũng nên. Sao vậy, vẽ không đẹp à? Cảm ơn. Học viện Trúc Tụ. Nửa tháng không đi học. Mọi người nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Nghỉ ngơi tốt rồi ạ. Nào, chúng ta tiếp tục nội dung của tiết học trước, tiếp tục học về thơ biên tái. Vậy thì ai có thể nói thử xem, trong số các nhà thơ của triều đình ta, vị nào am hiểu nhất về thơ biên tái? Tả Dương, cho nói thử xem. Thưa thầy, có Vương Xưng Linh, Lý Kỳ, Vương Duy, còn có... Nếu được điều như vậy cũng đã không tồi rồi. Thưa thầy, từ nhỏ trò đã nuôi chí tòng quân vệ quốc, nên trò thích nhất chính là vẻ đẹp của phong cảnh nơi biên tái. Chẳng hạn như Vương Ma Cật viết về sự trắng lệ của một làn khói thẳng mong manh, chiều buông trời vẫn tròn vành trên sông. Còn có xa trường trăm trận mòn kim giáp, chưa phá lâu lan bước chẳng chùn. Không tồi, các trò đều giống ta, từ nhỏ đã sống trong đô thành phồn hoa, chưa từng bước chân đến biên ải. Những thứ này, mọi người, đó chính là mắt, mũi, tai của chúng ta, đưa chúng ta đi trải nghiệm phong cảnh nơi sa mạc, trải nghiệm cuộc sống của quân binh. Vì thế hôm nay, chúng ta sẽ học một tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Cao Thính, một khúc hát xưa. Các trò đọc thử theo ta. Nhà Hán giặc tràn vào Đông Bắc. Nhà Hán giặc tràn vào Đông Bắc. Tướng Hán xa nhà dẹp giặc binh. Tướng Hán xa nhà dẹp giặc binh. Sa mạc cuối thu rụi cây cỏ. Sa mạc cuối thu rụi cây cỏ. Vây thành xưa bóng xế quân thưa. Vây thành xưa bóng xế quân thưa. Chịu ơn. Thầy ơi, thầy sao vậy? Có thể là do ta hoa mắt. Nào, chúng ta tiếp tục đọc thôi. Hiện tại đã có manh mối gì về ngọc bội đeo hông chưa? Trước mắt vẫn chưa có. Cô cũng đưa cho ta một bức đi, để ta cùng tìm giúp. Chính là cái này. Nhưng mà hàng giáo đầu, huynh ngàn vạn lần đừng làm ầm lên nhé. Suy cho cùng, nhiều người thì lắm miệng, quá nhiều người biết thì không tốt. Hiểu rồi. Vậy không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Được. Hàng giáo đầu vất vả rồi. Ừ.
Đây là gì vậy? À, không có gì đâu. Ta nhìn thấy A Tuyến đưa cho ngươi bức tranh này. Bức tranh vẽ một miếng ngọc bội sao? Vì sao mụ ấy lại đưa cho ngươi? Đúng vậy, là ngọc bội. Đúng rồi, văn nhân Tuyến muốn tặng phụ thân của cô ta miếng ngọc bội này, cho nên hỏi ta có thể mua được nó ở đâu. Ngươi còn chuyện gì nữa không? Không còn. Vậy ta đi luyện võ công trước đây. Được.